Xin chào mọi người, tôi và mấy anh đấy anh em ạ. Thì ngày hôm nay với anh lên Ocean Park chơi anh em ạ. Đấy thì vừa đăng cái tin ấy thì bà Trang Trần anh em nhé. Anh em biết Trang Trần là ai không? Đây Trang Trần đây. Thì Trang Trần là vợ của Hải anh em nhé. Hải Liễu Lều. Nhắn tin cho mình xong rồi rủ mình đi chơi anh em ạ. Đấy thì bây giờ thì anh đang tìm sảnh mà sảnh bao nhiêu phút nhỉ? S201 á. Được thêm ngay đây rồi. Thế thì bây giờ thì anh sẽ qua sảnh S201 các thứ. Thì mày set góc cho anh nhá. Mày okay. tí mày chạy ra ngoài mày set góc cho anh. Ok. Mày quay luôn. Đó. Để xem bà Trang này xong hay bà đang cả mình đi chơi. Hôm qua nhắn tin ông Hải bảo đi quay MV hay gì đấy anh em ạ. Hải bảo đi quay MV. Chắc là chuyện gì mà. Đón chờ nhá. Em muốn lái chị. Hôm nay chị gọi cho em nhỉ? Chị đánh thế em đang lên Hà Nội chơi, chị đi chơi. Em chơi á? Nên em vừa đăng cái tin ngay xong chị nhắn tin. Nên đây chơi cô nào đấy? Đó, đây chơi người yêu. Nhưng mà anh Hải đâu rồi? Chơi đêm qua chưa về chị đang bực đấy. Đi chơi á? Đi đâu mà đêm mà không về à? Thì cứ bảo đi quay vậy đó mà đi thâu đêm suốt sáng. Ê giời, chắc là đi lếu lều rồi. Lếu lều rồi. Nhưng từ lếu lều chắc còn lếu lều gái, chứ còn lếu lều chị đâu. Thế nhưng mà anh Hải mà nhìn thấy chắc khỏe lắm. Dạ. 30 giây. 30 giây. 30 giây nữa. Dài. Thế là hôm anh em gặp nhau cứ quảng cáo này. Nổ thôi chứ ông, em sinh lý mà. Nổ thôi chứ ông, em sinh lý mà. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Ừ, thế này chị buồn anh Hải vì cái chuyện đấy rồi. Chả bù với người cũ chị nào. Chả bù với người cũ chị nào. Ừ rồi. À, thế không được. Ví dụ anh Hải mà không làm được chị vui thì có em anh Hải. Có em anh Hải. Vỗ tay, vỗ tay. Em được bao nhiêu? Em được 1 tiếng. 1 tiếng. Ui sợ quá phải ban nó thôi. 1 tiếng. Thật. Thật. Bữa nào cho chị thử nhá. Wow. Nhưng mà chị em chị nhìn chị ngon nhỉ. Chị ngon. Cái đấy nhìn chị, nhìn chị có một cái nét gì đấy. Nói chung là ngon lắm. Ngon lắm. Ức nhà em. Anh Hải tí quá. Anh Hải đúng là anh Hải chán lắm. Chị nói thật luôn nhá. Mang tiếng nướng lều à, xong mà làm chả làm. Lúc nãy về anh mệt lắm, chắc đi ngoài mệt đã rồi, chơi được 30 giây. Chơi được 30 giây. Thế biết hiểu kiểu gì. Ừ, 30 giây thì chưa kịp. Chưa đi chợ đã hết tiền. Chưa đi chợ đã hết tiền. Chưa đi chợ hết tiền em bảo làm sao. Chị là chị chán lắm luôn đấy. Hôm nay em dẫn chị đâu chơi vui đi. Chơi vui à? Gió. Được, em sẽ đưa chị đi những nơi bồng lai tiên cảnh, chị có thích không? Em sẽ đưa chị đi những nơi bồng lai tiên cảnh, chị có thích không? Thế chị thích trên mây. Chị thích trên mây. Trên mây á, em sẽ đưa chị đến lên đỉnh trên mây. Lên đỉnh trên mây. Đỉnh núi Phan Xipang. Đỉnh núi Phan Xipang. Cao nhất Việt Nam. Đúng rồi. Dạ, dạy em.
chị tin tưởng em chứ. Thế thì ok. Nhưng mà không em lại không được chị ạ. Nhưng mà anh Hải anh ấy, nhưng mà bây giờ anh Hải đi đâu rồi? Đi từ Long Quang về đó sáng là chị gọi đâu được đâu, chắc đang ngủ với con nào. Thôi không được đâu. Bây giờ nhưng mà tí em đưa chị về. Ngoài đâu em đưa chị về. Ừ. Không hẳn có nhà đâu hả? Tí đi cà phê xong đi tí ăn cơm chị nấu phở cho ăn. Ăn cơm á? Ăn phở. Ăn phở đi. À không, nhưng mà em lại thích ăn đấy. Ăn gì? Đấy. Em thích ăn trái cây cơ. Trái cây á? Chị đầy trái cây, em lo gì? Không, nhưng mà em thích ăn. Chị có bưởi không? Chị có bưởi không? Bưởi á? Dư bưởi. Bưởi dư bưởi. Bưởi bỏng luôn. Nhiều nước. Ui, em thích bưởi nhiều nước lắm. Thế nhà chị không ăn chanh đâu, chanh chua lắm. Ăn chanh đâu, chanh chua lắm. Ăn bưởi thôi. Nhưng mà em nói thật cái này nhá. Anh Hải thế, anh Hải phí lắm. Chị như này mà chị nhiều kiểu, nói chung là anh Hải bỏ phí nhiều thứ. Anh Hải nhiều thì em được. Thì anh lo được thì em lo. Thì anh lo được thì em lo. Đúng. Em chơi với anh Hải lâu rồi, bây giờ như thế chết em. Anh em tương tạm chỉ vì chị không nói, em nói ai biết, chỉ vì hai quả bưởi. Là chị nhiều bưởi à? Ý chị không phải thế, nãy giờ em hiểu lầm ý chị rồi. Chị bảo chị giới thiệu em cho em gái chị. Chị có em gái á? Em gái chị, em gái họ xinh lắm. Chắc không, nhưng mà mình bưởi chị luôn. To không? Chị luôn. To tròn. To tròn đi tính. Nhưng mà ý là mắt to tròn mắt bồ câu đồng hoàng. À thế được. Mà chị phải test em xong chị mới giới thiệu cho em gái chị được. Chị ví dụ em mà như ông Hải chị thì hai chị em chị đúng là khổ. Chết rồi. Sao cũng được không? Nhưng mà thực ra là bây giờ không phải nói thật là em cũng kiểu giống anh Hải một phần ấy. Giống như nào? Kiểu em chăm gió đấy thôi chứ không, em không được một tiếng đâu. Thế được bao lâu? Chẳng được 5 phút thôi. 5 phút rồi. Vãi cả đái. Dạo 10 phút. Vậy được rồi. Thế được rồi đó. Nhà cho Hải chị nhiều lâu lắm, dạo chắc được 2 phút. Nhưng mà cứ lên đề mà. Được, người chị nó phở chân. Chị đã thật là chị phải test, chị mới giới thiệu cho em gái chị được. Chứ còn nếu vừa em và như ông Hải đã thì làm sao mà giới thiệu được. Không, hôm nay em sợ em lên nhà chị chơi xong ông Hải ông về xong ông lại bảo là mày sao đi chơi với vợ tao. Đúng. Sao mà về được, chị gọi ông về, gọi về phải là nhân chung là chị biết ngay. Thế em lại chui vào nhà vệ sinh à? Không, chờ em đi chơi, chờ em qua em đỡ ông Hải. Đỡ ông Hải chưa đi có clip đó. Nhá, về nhà chị nhá. Hay là bây giờ về đi. Bây giờ về có đi uống cà phê không? Hay thôi về nhà chị luôn đi. Bây giờ về. Trời đang lạnh mạnh thế này, đắp chăn thì đúng bà. Nhưng mà về em sợ lắm, sợ anh Hải lắm. Anh Hải giang hồ lắm. Không có gì, em to khỏe này mà cơ bắp. Có đi tập gym không? Em tập thể dục mỗi tối thôi, em kiểu hay tập thể dục. Vậy chắc nhiều gái lắm hả? Tập thể dục đưa đẩy. Thế nào? đấy kiểu thế. Thế bây giờ em 28 anh đấy, 28